Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chủ đề ngày hôm nay: thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt. Nguyên bản chữ nôm là Nam Dược trị Nam Nhân. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19 dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Thưa các quý vị, trong video trước, tôi đã giới thiệu đoạn mở đầu chín khéo thiêng của bài Nam Dược Quốc Âm Phú của ông Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh. Tôi xin giới thiệu tiếp đoạn thơ thứ hai. Nhớ xưa, bàn cổ hóa nên, thần nông nếm biết, nghĩa đặt có tá sứ quân thần, tính xét biết ôn lương hàn nhiệt, thương dân yểu trát, tiên thánh đà chép để đồ kinh, vui đạo dưỡng sinh, hậu học xá tìm nơi diệu quyết. Tôi tiên sư kính đạo tiên sư, thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt. Câu mở đầu nhớ xưa, câu nói này có nguồn gốc Ôn Cố Tri Tân. Ôn lại cái cũ, cái đã qua, để có thể biết thêm, hiểu rõ thêm về cái mới, cái hiện tại, cái tâm nhân đức của cụ tổ Tuệ Tĩnh, học tập bài học giáo huấn và trí tuệ trong lịch sử nhân loại, để có được phương thức tư duy và biện pháp giải quyết vấn đề, xử lý sự việc mới trong y học ngày nay. Bàn cổ hóa nên. Trong câu này, bàn cổ là ông tổ của trời đất, sinh ra muôn vật. Bàn cổ tiếng Trung là Bán Gú, được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Tại một trái núi kia, có một cục đá lớn, đã thọ khí âm dương rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị linh chân hy hữu là thần mang hình hài như con người, được gọi là Bàn Cổ. Bàn Cổ vừa sinh ra là đã tập đi, tập chạy, tập nhảy, hấp gió, nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần. Thuở đó, trời đất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt trời đất, thì con người mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt,
thì sấm nổ vang, thiên thanh địa bạch, vạn vật sinh ra đều có đủ cả. Thiên thanh là trời xanh, địa bạch là đất trắng đấy, phải không? Trời xanh đất trắng, vạn vật sinh ra đều có đủ cả. Câu thần nông nếm biết. Thần nông là một ông vua đời thượng cổ Trung Quốc, là ông tổ nghề nông và cũng là ông tổ nghề thuốc. Thần nông dạy dân trồng cấy các giống lúa, lại từng nếm các thứ cỏ cây, xét tính hàn nhiệt, độc hay không độc, dùng chữa bệnh cho nhân dân. Hiện còn truyền lại pho thần nông bản thảo kinh, một pho bản thảo đầu tiên, có nhiều phát minh làm cơ sở cho dược học đời sau. Tương truyền khi thần nông nếm các cỏ cây, trong một ngày gặp tới 70 thứ độc, nhưng lại dùng thứ cỏ cây khác giải được. Theo truyền thuyết, thần nông sống cách đây khoảng hơn 5.000 năm và là người đã dạy người Việt nghề làm ruộng, chế ra cái cày, cái bừa và phát triển nghề làm thuốc trị bệnh. Cho nên trong dân gian có câu thần nông thường bách thảo, giáo nhân y liệu giữ nông canh, tức là thần nông nếm trăm cây thuốc, dạy người chữa bệnh và cày cấy. Câu tiếp theo là nghĩa đặt có tá sứ quân thần. Thoạt nhìn một thang thuốc đông y, nhiều người phát hoảng vì thấy giống như một đống cành lá củ quả, mỗi thứ một chút dường như lộn xộn, không có quy luật và độ chính xác như tây dược. Thực ra không phải thế, mà đúng ra là đều có quy luật tinh vi. Vị thuốc này nâng đỡ mở đường cho vị thuốc kia, phát huy hết mức công dụng. Một bài thuốc đông y gồm có 4 phần chính với liều lượng khác nhau. Phần thứ nhất là quân, hay còn gọi là quân dược, hay còn gọi là chủ dược, là vị thuốc nhằm giải quyết bệnh chính. Như trong 3 bài thừa khí thang thì đại hoàng là chủ dược để công hạ thực nhiệt ở trường vị. Quân hay vị vua của vương quốc là vị thuốc quan trọng nhất trong một phương thuốc. Quân dược có tác dụng giải trừ nguyên nhân gây bệnh, loại bỏ các triệu chứng chính. Quân dược không thể thiếu trong một thang thuốc đông y. Chúng được sử dụng với liều lượng cao hơn các dược liệu khác. Một thang thuốc chỉ có một quân dược, cũng giống như một quốc gia chỉ có một ông vua duy nhất. Nếu có 2 vua hay nhiều vua thì chắc chắn sẽ loạn, sẽ chia thành 2 nước hoặc nhiều nước. Phần thứ hai của thang thuốc là thần, thần dược hay phụ dược. Thần dược giống như một vị tướng trong triều đình, có vai trò hỗ trợ vị thuốc chính phát huy tác dụng giải trừ gốc bệnh. Một thang thuốc phức tạp có thể có 1 đến vài thần dược, là thuốc hỗ trợ để tăng thêm tác dụng của vị thuốc chính. Chẳng hạn như bài Ma Hoàng Thang, vị quế chi giúp Ma Hoàng tăng thêm tác dụng phát hãn. Phần thứ ba là tá hay là tá dược. Tá dược là vị thuốc hỗ trợ quân dược và thần dược trị các triệu chứng phụ của bệnh. Giống như một vị thượng thư, tá dược hỗ trợ vua
và tể tướng các công việc khác nhau trong triều đình. Ngoài ra, tá dược còn có công dụng giảm độc tính, tác dụng phụ của hai vị thuốc chính là thuốc tùy chứng bệnh mà ra thêm để giải quyết những chứng phụ của bệnh như lúc chữa bệnh ngoại cảm, dùng bài thông xị thang, mà bệnh nhân ho nhiều thì dùng thêm cát cánh, hạnh nhân, ăn kém thì dùng thêm mạch nha, thần khúc. Phần thứ tư của bản thang thuốc là sứ, hay còn gọi là sứ dược, được xếp sau cùng trong bốn phần của bài thuốc, nhưng không kém phần quan trọng. Sứ là quan sứ, giúp vua truyền mệnh lệnh trong triều đình. Trong đông y, sứ là vị thuốc dẫn, đưa thuốc tới ổ bệnh, như cát cánh chẳng hạn, dẫn thuốc lên phần bị bệnh ở trên. Ngưu tất, dẫn thuốc xuống phần bị bệnh ở dưới, hoặc loại thuốc để điều hòa các vị thuốc khác như cam thảo, đại táo, sinh khương, tức là gừng tươi đấy. Một trong những khái niệm quan trọng của đông y chính là đường kinh lạc, hay gọi là đường khí huyết trong cơ thể. Tất cả bệnh lý sinh ra đều do tắc nghẽn kinh lạc mà ra. Thông kinh lạc chính là lưu thông được đường khí huyết, cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào. Sứ dược đóng vai trò dẫn thuốc xuyên suốt đường kinh lạc, điều hòa các vị thuốc trong cơ thể. Cam thảo thường được lựa chọn là vị thuốc dẫn bởi nó dẫn vào 12 kinh, thông hành kinh lạc. Liều lượng của mỗi vị thuốc trong bài thuốc tùy thuộc vào các yếu tố sau đây. Một, thuốc đó là chủ dược, thuốc chính dùng lượng nhiều hơn. Hai, người lớn dùng lượng nhiều hơn trẻ em và người già. Ba, thuốc bổ thường dùng lượng nhiều hơn các loại thuốc khác. Bốn, tùy trọng lượng của thuốc nặng hay nhẹ. Ví dụ, thạch cao, mẫu lệ dùng nhiều, còn đăng tâm, thuyền thoái thì nhẹ nên chỉ dùng lượng ít. Câu tiếp theo, tính xét biết ôn lương hàn nhiệt. Thang thuốc đông dược được gia giảm dựa vào thể tạng là hàn hay nhiệt. Một người muốn biết mình thuộc thể tạng hàn hay nhiệt có thể tự kiểm tra xem mình thuộc loại nào trong 5 loại hình sau đây. Thứ nhất, thể hàn. Thể hình thì hơi gầy, tính cách hướng nội, sợ lạnh, không khát và không muốn uống. Ăn được, sắc mặt trắng, rêu lưỡi trắng nhạt, đại tiện nát, tiểu tiện trong, dài. Người thể hàn dễ mỏi mệt, ít mồ hôi, tinh thần kém hưng phấn, ít nói, khả năng tình dục kém, huyết áp hơi thấp, mỡ máu và đường máu cũng hơi thấp. Hai là thể lương. Người hơi gầy, tính cách có xu hướng hướng nội, hơi sợ lạnh, không thích uống nhiều nước, ăn hơi kém, sắc mặt không tươi, lưỡi nhợt hơi bẹo, rêu lưỡi trắng mỏng, đại tiện có lúc lỏng nát, tiểu tiện trong và có lúc đi nhiều lần. Người thể thiên về hàn, tức thể lương đấy, thì tinh thần có lúc kém hưng phấn, thể lực hơi kém, mồ hôi tương đối ít, ít nói, khả năng tình dục hơi kém, huyết áp có xu hướng thấp, mỡ máu và đường máu bình thường hoặc khá thấp. Ba là thể nhiệt. Thể hình có xu hướng béo, tính cách hướng ngoại,
sợ nóng hay khát và thích uống nước mát, ăn ngon miệng, sắc mặt hồng nhuận, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, đại tiện phân khô cứng, tiểu tiện vàng. Người thể nhiệt, tinh thần sẽ dễ hưng phấn, thể lực khỏe, nhiều mồ hôi, nói nhiều, khả năng tình dục mạnh mẽ, huyết áp có xu hướng cao hoặc hơi cao, mỡ máu và đường máu cũng hơi cao. 4 là thể ôn. Người hơi béo, tính cách có xu hướng hướng ngoại, hơi sợ nóng, thích uống nước, ăn khá ngon miệng, sắc mặt hơi hồng, lưỡi hơi đỏ, rêu lưỡi vàng, đại tiện có lúc khô cứng, tiểu tiện ít và có lúc vàng. Tinh thần có lúc hưng phấn, thể lực khá, nhiều mồ hôi, nói nhiều, khả năng tình dục có xu hướng mạnh mẽ, huyết áp hơi cao, mỡ máu và đường máu bình thường hoặc tương đối cao. Còn thứ năm thì xin trình bày thêm, tức là những người khỏe mạnh thì ở thể bình hòa, không hàn không nhiệt, bình hòa, trung bình, tính cách cân bằng, thể hình, cảm giác hàn nhiệt, cảm giác khát, đại tiểu tiện, trạng thái tinh thần, thể lực, mồ hôi đều bình thường. Người thuộc thể này ăn được, sắc mặt hơi hồng, chất lưỡi hơi hồng, rêu lưỡi trắng mỏng, khả năng tình dục vừa phải, huyết áp, mỡ máu và đường máu cũng đều trong phạm vi bình thường. Vậy tứ khí là những tinh chất khác nhau của dược liệu như hàn, nhiệt, ôn, lương. Nhưng đối với bệnh tật thì chỉ có hai thể trạng là chứng hàn và chứng nhiệt. Những vị thuốc khi muốn điều trị được chứng hàn thì vị thuốc đó phải có đầy đủ tính ôn và tính nhiệt. Bởi vì trong cách gọi, có khi gọi là hàn có nghĩa là lạnh, nhưng tính dược lương lại là mát. Giữa mát và lạnh mức độ có khác nhau, cho nên khi dùng thuốc cũng phải tùy theo mức độ của bệnh tật mà dùng. Người bị chứng hàn thì dùng thuốc nhiệt, còn người bị chứng nhiệt thì dùng thuốc hàn. Đó là nguyên tắc chữa bệnh của Đông y. Do đó, người thầy thuốc phải nắm vững nguyên tắc hàn, nhiệt, ôn, lương, bình của từng vị thuốc để vận dụng vào việc phòng bệnh và chữa bệnh. Khi bệnh chứng ở kinh dương, dương minh ấy, xuất hiện chứng nóng, sốt cao thì phương pháp điều trị phải dùng thuốc hàn hoặc lương như là thạch cao, chi mẫu để tả hỏa, thanh nhiệt. Nếu dùng nhầm sang thuốc ôn nhiệt thì làm cho hỏa càng bốc lên. Bệnh nhân đã tổn hao chân khí, khô kiệt tân dịch, thì do sự nhầm lẫn đó của thầy thuốc càng làm cho bệnh nhân sức khỏe kiệt quệ, dẫn đến tử vong. Hay là khi bệnh thuộc kinh thiếu âm, xuất hiện chứng âm hàn, tay chân quyết nghịch, sắc mặt trắng nhợt, mạch vi tế nhược. Khi điều trị, người thầy thuốc phải dùng thuốc ôn nhiệt như phụ tử, nhục quế, can khương để trợ dương, khu hàn. Nếu dùng nhầm thuốc hàn lương thì bệnh nhân trở nên bại chứng mà tử vong. Câu tiếp theo, thương dân yểu chát, tiên thánh đà chép để đồ kinh. Yểu chát ở đây nghĩa là chết non, chết yểu, chết dịch đấy. Thương dân bị chết non, chết yểu, chết dịch, nên các bậc tiên thánh đã ghi chép thành kinh sách. Đấy, tức là đồ kinh đấy. Còn gọi là đồ kinh bản thảo, là một pho bản thảo của đời Tống. Nội dung có nhiều khảo chứng, phát minh, các dược vật đều vẽ hình rõ ràng, nên gọi là đồ.
Xin lỗi quý vị, tôi phải dùng tế bào gốc của Mỹ để tăng cường hệ miễn nhiễm trong cái lúc mà đang bị Covid nhiều như thế này. Và nói chung xung quanh đều có nhiều bệnh tật, thì phải tăng cường tế bào gốc, sinh thêm tế bào gốc, phải trẻ hóa tế bào gốc để tăng cường được hệ miễn nhiễm. Chúng ta dùng vaccine, tiêm vaccine để chống Covid cũng chính là dùng cái hình dạng là con virus nó đã bị chết hoặc là có những hình tính chất giống như là của con virus ta uống vào để cho cơ thể hệ miễn nhiễm tập thói quen và chống lại với vaccine, chống lại với cái virus hoặc là ghi nhớ hình dạng của virus để khi mà có virus thật vào thì cơ thể chúng ta sẽ chiến đấu tốt. Cho nên cái gốc là tế bào gốc. Tiếp theo là câu vui đạo dưỡng sinh, hậu học xá tìm nơi diệu quyết. Hậu học xá tức là cho các trường y dược sau này trở thành nơi thực hiện phép màu, diệu quyết là phép màu của y đạo dưỡng sinh. Câu tiếp theo: tôi tiên sư kính đạo tiên sư, nghĩa là tôi của tiên sư, người làm tôi mọi của các bậc sáng lập ra nghề thuốc, tức là tiên sư đấy. Chỉ những người theo học đạo thuốc thì phải kính đạo tiên sư. Tôi tiên sư kính đạo tiên sư là tôi mọi của các bậc sáng lập ra nghề thuốc thì phải kính đạo tiên sư, tức là phải tôn kính đạo đức của các bậc sáng lập ra nghề thuốc. Đó là phải tôn kính cái đạo đức là thuốc Nam Việt, chữa người Nam Việt. Nguyên bản là Nam Dược trị Nam Nhân ấy. Tức là phải biết dùng thuốc dân tộc Việt để chữa cho dân tộc Việt. Tác giả Tuệ Tĩnh nói lên quan điểm độc lập tự chủ của mình, thể hiện đường lối tự lực cánh sinh, độc lập kinh tế trong lịch sử dựng nước của ông cha ta từ ngàn xưa. Tư tưởng này còn thể hiện một quan điểm về môi trường rất hiện đại với triết lý thiên nhân hợp nhất. Thiên tức là coi thiên nhiên, nhân là con người, thiên nhiên với con người hòa hợp hợp nhất đấy, là một, khuyên người ta chung sống với môi trường, dựa vào môi trường để khắc phục những tác động do môi trường gây ra cho con người. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy cái triết lý đó thật sâu sắc. Hãy thử đặt câu hỏi: tại sao dân ta hay mắc những bệnh đặc trưng cho vùng nhiệt đới gió mùa với khí hậu khắc nghiệt, nắng lắm, mưa nhiều và ẩm thấp? Điển hình là các bệnh thấp, các bệnh cảm nhiễm phong hàn nhiệt rất thường gặp. Nhưng không sao, mảnh đất ấy, khí hậu ấy đã gây nên những bệnh tật cho con người. Thì cũng chính từ mảnh đất đó, khí hậu đó đã sinh ra những loài cỏ, cây, hoa, trái có tác dụng điều hòa lại âm dương, hàn nhiệt, lấy lại cân bằng cho cơ thể
và chữa khỏi bệnh cho con người. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu của ông Thánh Thuốc Nam, đã sử dụng những cây cỏ Việt Nam, tức là thuốc Nam đấy, để điều trị cho người Việt Nam, giúp dân nghèo. Chữa khỏi bệnh bằng những loại thuốc rẻ tiền, dễ kiếm, dễ áp dụng. Và ông còn sưu tầm các bài thuốc trong dân gian, thu thập các kinh nghiệm trị bệnh của y học Trung Hoa, từ đó tạo dựng nên một sự nghiệp y dược mang tính dân tộc, đại chúng và sáng tạo, làm nền móng cho nền y học cổ truyền dân tộc Việt Nam. Nhiều thế kỷ qua, những thầy thuốc theo phương pháp trị liệu của Tệ Tĩnh đã thực hành chữa bệnh có kết quả. Ngay cả Hải Thượng Lãn Ông, một bậc đại y tôn Việt Nam ở thế kỷ 18, cũng đã chịu ảnh hưởng của Tệ Tĩnh trong việc biên soạn cuốn Lĩnh Nam Bản Thảo, một công trình nghiên cứu về thuốc Nam đến nay vẫn còn giá trị. Lịch sử y học nước ta coi Tuệ Tĩnh là một bậc đại thiền, đại nho, đại y Việt Nam. Ngày nay không chỉ nước ta và các nước có nền y học cổ truyền ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương biết sử dụng cây cỏ làm thuốc, mà ở nhiều nước phát triển trên thế giới đang ngày càng có xu hướng quay lại với thảo dược để tận dụng các hoạt chất gần gũi với thiên nhiên, ít độc hại cho con người. Trong khi chúng ta đang sẵn có truyền thống và dồi dào nguyên nguồn dược liệu do thiên nhiên ban tặng, lẽ nào chúng ta lại coi nhẹ, phải không ạ? Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.